Sáng 10 tháng 11 tại Hà Nội, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo quốc tế về tinh thần kinh doanh vì xã hội, tăng cường và phát triển sáng tạo xã hội tại châu Á. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế cho biết doanh nghiệp xã hội được hình thành từ các sáng kiến xã hội trên nền tảng nhu cầu giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể của cộng đồng. Từ kinh nghiệm các quốc gia phát triển doanh nghiệp xã hội cho thấy, việc phát triển doanh nghiệp sáng tạo xã hội có tác động tích cực đến nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các hoạt động nghiên cứu cơ bản về doanh nghiệp xã hội và tinh thần doanh nghiệp xã hội còn bỏ ngỏ. Mô hình doanh nghiệp xã hội còn là một khái niệm mới với người dân, phương tiện thông tin đại chúng cho tới doanh nghiệp. Cách tiếp cận của doanh nghiệp xã hội cũng như vai trò của doanh nghiệp xã hội trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam chưa được thể hiện rõ nét. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam và quốc tế đã cùng trao đổi nhằm phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam qua các tham luận. Các doanh nghiệp xã hội, các phương án tiếp cận mới cho phát triển bền vững trong khu dự trữ sinh quyển, các doanh nghiệp xã hội trong du lịch cộng đồng Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp xã hội trong việc phát triển ngành nông nghiệp xanh ở Việt Nam. Các nhà kinh tế cũng đưa ra những bài học kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp xã hội thành công tại một số quốc gia. Hội thảo lần này mang ý nghĩa quan trọng cả lý luận và thực tiễn đối với các nhà quản lý, cơ quan hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các doanh nghiệp xã hội, doanh nhân có sáng kiến xã hội phục vụ cộng đồng.